Hello, chào mừng mọi người trở lại với kênh Tỷ Phú Bán Giày của em. Được sự ủng hộ của khách hàng thì hôm nay em tiếp tục live stream bán giày nha. Sáng giờ em bận quá, em đánh giày quá trời luôn nên bây giờ em mới lên mẫu cho các bác được nha. Rồi, mở đầu video hôm nay em sẽ lên cho các bác một đôi bát màu đỏ mận cực kỳ đẹp. Đôi này là size 40 nha các bác, size 40. Nhưng vì lý do kỹ thuật em nó bị lỗi một chút, em sẽ sâu lỗi cho các bác luôn. Em sẽ sâu lỗi cho mọi người luôn nha. Đấy, bên em buôn bán là có gì nói nấy nha. Đấy, nó bị lỗi một chút ở cái gót này nha các bác, cái gót chiếc bên phải này. Đấy, nó không ảnh hưởng gì tới chân cả. Em test chân đi thực tế rất là ok, không sao cả. Đấy, và vì một lỗi bé xíu như vậy thôi, em đành gả em nó đi với giá là 400k cho một đôi quá tuyệt vời như thế này mà bị lỗi chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì cả nha các bác. Đấy, em đành gả em nó đi với giá là 400k size 40. Size 40 nha các bác. Một em GH bát đế gia khâu cực kỳ mới, đã dán topi. Và vì một lỗi kỹ thuật rất là đáng tiếc, em nó bị lỗi nhẹ như thế này thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy kỹ hơn. Đấy, không ảnh hưởng gì tới việc đi giày của các bác nha. Và em đành gả em nó trên video này với giá 400k. Anh nào nhanh tay thì được nha. Một giá quá hời cho một đôi giày quá đẹp size 40. Đấy, anh xem kỹ, anh nào ưng thì chụp màn hình và gửi vào Zalo cho shop em nha. Zalo em có ghim ở dưới video. Rồi, em lên mẫu tiếp theo cho các bác nhé. Đây, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một đôi da lộn form dáng rất là đẹp. Đấy, một đôi da lộn phối da mài nha các bác. Da lộn phối da mài, phần này là da lộn, phần này là da mài. Đấy, các bác nhìn kỹ hơn nha. À đây, em sao cho nhìn kỹ hơn nha. Da lộn phối da mài, đế còn rất là mới nha các bác. Đế còn rất là mới. Đây, lót cũng còn rất là mới. Rồi, em này là size 40.5, fit 41, chân dài thon. Đấy, size 40.5, fit 41, chân dài thon. Và đôi này shop em bán trên video này với giá là 450k cho một siêu phẩm da lộn phối da mài, lên quần jean cực kỳ đẹp nha các bác. Đấy, độ mới rất là cao, các bác có thể nhìn bộ đế này, độ mới rất là cao. Đấy, các bác có thể nhìn bộ đế. Đấy, em quay góc nghiêng cho các bác thấy luôn, da mài phối da lộn cực kỳ đẹp. Đấy, đôi này anh nào style bụi bặm đi xe mô tô là rất là đẹp nha. Đấy, rồi để rút ngắn thời gian thì bên em sẽ lên mẫu tiếp cho các bác nha. Đấy, bác nào ưng thì chụp màn hình lại và gửi Zalo vào Zalo cho xem em. Rồi, em lướt mẫu ra. Đây, tiếp theo em lên cho các bác một đôi Bucky đế da cực kỳ chiến. Đấy, bác coi cái bộ đế. Đấy, cực kỳ chiến nha các bác. Đó, bác có thể xem form dáng của em nó. Đấy, rồi em lên chi tiết cho các bác nha. Đôi này là lòng lót da rất là mới, rất là đẹp, bác có thể thấy không. Đấy, form còn rất là đẹp nha. Đấy, sau khi tháo form gỗ ra thì các bác thấy đấy, form còn rất là đẹp, độ mới còn rất là cao nha bác. Đây, các bác nhìn này. Đấy, độ mới còn rất là cao. Đấy, em này có size là 41. Và với bộ đế da siêu chất siêu ngầu như thế này, bên shop em để với giá là 750k cho một đôi giày da khá là dày, đế khá là chất lượng. Đấy, shop em để với giá là 750k. Anh nào ưng thì chụp hình mẫu lại, nhắn vào Zalo để shop em tư vấn kỹ lưỡng hơn. Đấy, bộ đế của em nó này.
các bác có thể thấy độ dày của đế đấy, rất là mới, bộ lót cực kỳ vàng ươm, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới đó. Có nào ưng thì chụp màn hình lại và gửi vào Zalo cho shop em nha. Rồi em tiếp tục lướt mẫu nhé. À, chia sẻ thêm một tí là nhờ sự ủng hộ của các bác thì cái quá trình trở thành tỷ phú bánh giày của em đã tăng lên thêm một bậc, từ 0,05% lên 0,07%. Rồi em vui tí thôi, em lên tiếp nha. Đấy là một đôi Lafer màu nâu cực kỳ đẹp. Đấy các bác thấy không, cực kỳ đẹp cho các bác. Đấy em sâu gần cho các bác thấy độ bóng, độ đẹp của em nó. Đấy em này là đế da khâu size 40 nha các bác, đế da khâu size 40, đế da khâu size 40 và hiệu Sebago. Sebago cái hiệu này thì chất da cũng như là đế rất chi là dày dặn, rất chi là bền bỉ. Đấy một đôi giày đó, các bác thấy đế này đi mòn vạt nhẹ như thế này nhưng mà con giày còn rất là đẹp, còn rất là uy tín. Các bác có thể thấy da của dòng này rất là dày nha các bác, da rất là dày đấy, các bác thấy không. Của đế này thì khách hàng ưa chuộng bởi vì về chất lượng của nó đi rất là bền bỉ. Đấy bác có thể thấy sau khi em tháo form thì em nó vẫn đang giữ một cái dáng rất là đẹp. Đấy. Đôi này là size 40 nha các bác, size 40 hiệu Sebago, hiệu Sebago và giá shop em để là 550k. Đây các bác có thể thấy nhé, đấy đã dán sẵn topi nha các bác, size 40. Bác nào ưng thì chụp màn hình lại cho em nha, chụp màn hình lại gửi vào Zalo cho em. Rồi em lại tiếp tục lướt mẫu nha. Rồi tiếp theo lại là một đôi da lộn màu cực kỳ đẹp, một đôi da lộn màu rất là đẹp nha các bác, một đôi da lộn màu rất là đẹp. Đây em đang đợi để phong nhựa thôi mà em nó đã đẹp như thế này rồi. Rồi em lấy chi tiết chậm. Đây bộ lót rất là vàng tươi, rất là uy tín, các bác có thể thấy đấy, đế đang còn rất là đẹp nha các bác, đế đang còn rất là đẹp, da còn rất là mới nha, da còn rất là mới. Đấy rồi em này đến từ Portugal nha bác, Bồ Đào Nha, Portugal Bồ Đào Nha và size của em nó là size 39.5, size 39.5. đôi này 40 chân thon đi ok. Em nghĩ là để em test thực tế luôn, các bác đợi em đi, đôi này chưa làm sai, các bác đợi em chút nhé. Size trên giày là 39.5, ôi và size em test thực tế là 40.5 nha các bác, bất ngờ quá phải không các bác. Đây con giày đang ghi là 39.5, nhưng mà bên em test thực tế là 40.5 nha các bác, 40.5. em test lại lần nữa, em cũng còn thông tin nữa mà, đúng rồi 40.5 nha các bác. Đấy bởi vậy nên cái gì cũng vậy, không thể tin vào những gì mình thấy được, mình nghe mình thấy chưa chắc nó đã đúng đó. Khi nào mà mình chứng kiến, mình tận mắt thấy, đôi khi có những điều mình nghe mình nói nó chỉ là để tham khảo thôi, ở ngoài cuộc sống cũng vậy đó. Nên em là em test thực tế chân luôn cho các bác. Đấy đôi này là size 40.5 và giá shop em để là 600k nha các bác, 600k cho một đôi da lộn made in Portugal size 40.5, giá em nó là 600k nha, độ mới còn rất là cao nha các bác. Đấy bác nào thích em nó, rước em nó về thì nhắn cho em, made in Portugal size 40.5. rồi em lại lướt mẫu nha các bác, ghi thông tin này. Rồi một đôi cực kỳ form dáng cực kỳ đẹp, form dáng cực kỳ phổ thông. Đấy các bác thấy không, dáng này thì ai cũng thích cả,
từ già cho tới trẻ. Đấy, không chén một cách nào cả. Đấy, rồi để em đi vào chi tiết cho các bác nha. Đấy, đôi này lòng lót rất là êm nha các bác, bộ lót rất là êm, bộ lót rất là êm và còn rất là mới nha. Đấy, sau khi em thả form ra thì dáng em nó vẫn còn y như vậy. Đấy, bộ đế này, đế cực kỳ mới. Đế này là đế fit gỗ nha các bác, đế fit. Đế sau này là đế fit, phần này là phần coi nào, nó dạng như là nhựa đấy các bác, nhựa, nhựa nha, nhựa chứ không phải gỗ, cũng không phải cao su nha. Đây, phần này là phần nhựa đấy. Và đôi này có size là size 39.5, fit chân 40, fit chân 40 chân thon. Đấy, 39.5 fit 40 chân thon. Và giá bên em để nó là 450k. Anh nào nhanh tay thì sở hữu em nó nha. Giá 450k cho một đôi form quá là trẻ trung, quá là đẹp. Form này thì khách nào cũng thích hết các anh ạ. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì lại tiếc nha. Đấy, 450k, một cái giá quá hời cho một đôi đang còn rất là mới. Đấy, đế này các anh thấy không, rất là mới nha, lót rất là mới, rất là êm. Đấy, rồi anh nào ưng thì chụp màn hình lại cho em nhé. Đấy, rồi em lại lướt màu đây. Tiếp theo để bán giày lên cho tỷ phú bán giày một đôi da lộn, à quên, em nhầm, da đan rất là đẹp. Da đan, một đôi da đan đế da, một đôi da đan đế da, đế còn rất là mới. Da đan đế da, những cái đôi thiết kế da đan như thế này nè bác, đòi hỏi tay nghề rất là cao nha, tại vì chân giày là kia các thứ xử lý rất là khó. Đấy, có thấy mới đẹp không? Đấy, lót này. Đấy, em này là hiệu Remonte. Đó, em vô tiếng Anh nên em đọc không chuẩn lắm. Remonte, đấy. Đây, sau khi thả form ra, dáng em nó vẫn còn rất là đẹp nha. Và đôi này bên shop em để với giá là 500k, size 42. Size 42 500k. Một đôi da đan rất là đẹp. Các bác có thể thấy. Đó, rất là đẹp, một đôi da đan để da. Rất là đẹp. Bên shop em bán với giá là 500k. Đấy. Rồi, bác nào ưng thì chụp màn hình lại giúp em nhé. Em lại tiếp tục lên màu khác để cho cái video nó được xúc tích ngắn gọn nhất có thể. Rồi, một đôi lại dáng cực kỳ rất là phổ thông. Đó, dáng rất là phổ thông, rất là dễ phối đồ, rất là dễ mặc. Em này hiệu Miss Shopee nha các bác, hiệu Miss Shopee, hiệu Miss Shopee, lót rất là êm. Và em nó có size là size 42 rất là êm. Đó, đôi này thì bên em có xử lý đóng đinh ở ba cái góc cạnh này, tại vì cái dòng này, cái phần này là phần gỗ. Khi khách sử dụng á là cái góc này sẽ đá vào những cái cạnh ở mặt đường, mặt đất và có nhiều góc cạnh khác, thì thường là nó sẽ bung cái góc này lên. Đấy, thường thì nó bung xuống. Trên thực tế là nó đã có bung nhẹ rồi, nên bên em để phòng trừ cái việc mà khách về đi bị bung cái góc này thì bên em đã đóng luôn hẳn ba con đinh cho các bác, quý khách yên tâm nha. Đấy, cho các anh yên tâm sử dụng. Đấy, và đôi này bên em đang để với giá là 450k, rất êm, dáng rất là đẹp, size 42. Đấy, size 42 cho một đôi giày hiệu Miss Shopee, lót rất là êm, rất là đẹp. Đấy, em bán đôi này với giá 450k, size 42. Anh nào ưng thì chụp hình lại giúp em nha. Rồi, em lướt mẫu tiếp nha các bác. Hành trình trở thành tỷ phú rất là gian nan.
và đặc biệt là với cái với một chú bé đánh giày nha em. Đấy, sáng em đánh này, đấy tay còn chưa kịp rửa, sơn dính xi dính tùm lum cả le. Đấy, đánh vậy mới được cái đôi giày bóng như thế này để lên cho các bác nhé. Anh lượn cho em cả bóng. Đấy, thấy không? Chú bé đánh giày và mơ ước trở thành tỷ phú bán giày. Có quyền mơ ước mà các bác, và không có cái mơ ước nào là không trở thành hiện thực trừ khi nó quá biển vông. Đấy, và cái ước mơ này của em thì nó khá là chân thực, chả có gì gọi là biển vông cả. Em có quyền mơ ước mà các bác. Đấy, rồi sau khi lướt nhẹ lại cho em nó bóng bẩy hơn thì em soi cho bác xem nhé. Đấy, một đôi lát phơ, một đôi lát phơ cực kỳ đẹp. Đấy, bác có thể thấy dáng của em nó độ mới rất là cao, độ mới rất là cao. Size của em nó là size 42.5 nha các bác, size 42.5 và da em này rất là mềm, da em này rất là mềm. Đấy, size 42.5. Đây, bộ đế da. Sorry, em xin lỗi các bác, đế này là đế cao su nha, đế cao su chứ không phải đế da nha, em nhầm. Đế cao su size 42.5 và giá là 550k, size 42.5, bộ lót cực kỳ uy tín, lót da nha các bác, lót chất liệu bằng da luôn. Đấy, size 42.5, các bác có thể thấy size dáng của em nó, dáng của em nó. Rồi, anh nào ưng thì chụp cái màn hình lại cho em nha. Đế còn rất là mới, là dáng sẵn topi, vì nó mới quá nên nãy em mới nhầm là đế da đó các bác, thực ra là đế cao su, đế cao su nha các bác, không phải đế da. Rồi, size 42.5 nha các bác, và giá của em nó là 550k, tại dáng sẵn topi, đế rất là mới. Đấy, các bác có thể thấy. Rồi, em lại lướt mở nha các bác. Ủa, hôm nay em quên mất, shop em ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh nha các bác. Bác nào ở gần thì có thể ghé shop để xem luôn, cho tiện. Có nhiều đôi là mình size Việt Nam nên là không chuẩn với size của giày nước ngoài này, nên mình tốt nhất là nếu mà gần đó, thì tốt nhất là mình nên ghé thử trực tiếp luôn. Đấy, rồi tiếp theo em lên cho các bác một đôi dáng hơi cổ điển một xíu đó, mũi bè nhẹ. Đấy, em sâu dáng hơn được mắt coi này. Đấy, mũi bè nhẹ, em này là đế da khâu cho mắt, đế da khâu made in Brazil. Đấy, em nó có size 42, một đôi made in Brazil size 42, và shop em để với giá là 550k, cho một đôi size dáng cổ điển rất là đẹp đó, mũi dẹp nhẹ. Đấy, các bác có thể thấy. Đấy, bác nào yêu em nó thì hãy nhắn vào Zalo cho em để được em gả về. Rồi, size 42 và giá 550k, bác nào ưng thì nhắn chụp lại cho em nha. Rồi, em lên màu mới nha các bác. Một đôi single mâm, mâm chát chứ không phải là mâm, single mâm chát. Đấy, trông rất là sang đúng không các bác. Double mâm chát nhìn sang rồi, mà single mâm chát nhìn còn sang hơn nữa. Đấy, đấy, bác thấy không, dáng rất là đẹp. Đấy, mũi chỗ này có hơi nè, em sâu gần này, nó không bị gì nha bác, hơi nhanh một tí thôi. Đấy, đôi này là đế da khâu nha bác, đế da khâu size 41, đế da khâu size 41, lòng lót còn rất là đẹp,
để ra khâu size 41. Đấy. Dán đó, các bác thấy dán đẹp không? Size 41 để ra khâu và bên em để với giá là 550k. 550k cho một đôi đế da khâu single monchap. Và size em nó là size 41. Rồi bác nào thích em nó thì nhắn tin cho em vào Zalo. Em ghi mở dưới video. Đấy. Em lại lướt mẫu nha các bác. Hôm nay em lên những mẫu giá tầm trung thôi cho các bác dễ lựa chọn. Hôm trước em lên nhiều đôi giá hơi căng một xíu nên có nhiều anh là kêu là sao mắc quá em. Thực ra là nó không mắc đâu, so với cái chất lượng và cũng như là cái giá trị khi mà mình sở hữu mới. Nếu mà các anh mà tìm hiểu sâu là các anh sẽ biết là giá mua mới rất là chát nha. Đấy. Với một đôi second hand thì mấy anh mua với giá đó thì nó không mắc đâu các anh. Không mắc với một khi mà sở hữu một đôi second hand mà chất lượng như thế, giá như vậy không mắc đâu. Đấy. Hôm nay em lên những đôi giá tầm trung thôi. Rồi, đôi này là size 41 đế da. Size 41 đế da. Đấy, các bác nhìn thấy cái bộ yếm này chưa? Rất là đẹp. Đấy. Những cái anh nào công sở đi lên đôi này rất chi là điệu nghệ nha các bác. Đấy. Đấy, các bác thấy form của em nó rất là đẹp nha. Rồi. Hiệu của em nó là Giọt Giò Brutini. Giọt Giò Brutini. Đấy. Made in Brazil. Size 41. Và dáng này rất chi là ăn chơi nha. Đấy, bạn thấy bộ đế đang còn rất là uy tín nha. Đấy. Và em để em nó chỉ với giá là 550k. 550k cho một đôi giày cực kỳ điệu. Đấy. Rồi, 550k cho một đôi size 41 đế da. Đấy. Rồi em lại lướt mẫu tiếp nha. Ôi em này đẹp nè. Em này đẹp quá các bác. Em này đẹp quá các bác. Đấy. Form dáng. Đấy. Tháo form ra mà vẫn đang còn đẹp như thế này. Đấy. Tháo form ra mà vẫn đang còn đẹp như thế này. Yeah. Lót vàng ươm các bác ạ. Lót vàng ươm. Đế da khâu. Đế da khâu. Đấy. Và em này có size là 40.5. Size 40.5. Size 40.5. Và em để em nó với giá là 550k. Đôi này là made in Italy nha các bác. Made in Italy. Cái hiệu nó hơi mờ một tí, em đọc không rõ. Made in Italy nha các bác. Italy size 40. Đế. Ủa, size 40.5 nha. Size 40.5 đế da khâu. Và bên em để đôi này với giá quá hời. 550k. Đấy. Ủa. Sorry. Đấy, 550k. Rồi, anh nào ưng thì chụp màn hình lại giùm em nhé. Italy nha các bác, Italy size 40.5. Rồi anh nào ưng chụp màn hình lại gửi em. Rồi tiếp theo em lại lên cho các bác một đôi giày lười. Đấy, rất là đẹp, màu vàng bò nha các bác, màu vàng bò. Đây, màu vàng bò. Em này là đế da khâu nha các bác, đế da khâu. Đế da khâu nè. Đế nó chỉ mòn vẹt thôi nhá. Mòn vẹt nhẹ thôi. Không có mòn nhiều cả. Đế da khâu. Và em nói là hiệu Bostonian. Bostonian. Đọc chuẩn theo tiếng Anh là Bostonian. Đấy, em dốt nên em đọc nó hơi ngờ ngờ tí thôi. Rồi. Em này là size 41 nha các bác. Size 41. Đế da khâu. Hiệu Bostonian. Và bên em bán với giá là 550k. 550k. Đôi này mặc quần Âu rất là đẹp. Mặc quần Âu màu sáng. Mặc quần Âu đôi này màu đen hơi khó phối nha. Đấy. Đôi này mặc quần Âu màu là được.
âu kaki có màu là được đấy, nên mặc được đôi này rất là đẹp nha các bác. Hôm nay em bán giày mà em tư vấn cả quần áo luôn các bác. Không nhưng mà thật, tức là nó phải phù hợp thì lên nó mới sang trọng mới đẹp được. Rồi tiếp theo em lên cho các bác một đôi màu nâu đất đó, rất là đẹp, dáng rất là đẹp, và size này rất nhiều anh kiếm nha, size này rất nhiều anh kiếm vì cái size lớn thực tế là nó cũng ít thôi, cái này cũng không lớn lắm. Để coi lại, để lên được những đôi giày sang xịn mịn cho khách thì em chà mỏi tay nguyên từ tối hôm qua tới chiều hôm nay đó các bác ạ. Nào là vệ sinh, nào là gọi là tìm những cái lỗi nhẹ là bên em xử lý hết trước khi mà spa lên cho khách, rồi trước khi gửi giày đến khách đó, còn rất là đẹp nha các bác. Em là công ty của tỷ phú bán giày, và công ty này hiện tại chỉ mới có 2 thành viên thôi đấy, trong tương lai thì chắc sẽ nhiều thành viên hơn đó, nhưng mà trước mắt là mới thành lập mà các bác, chỉ như thế thôi đấy. Rồi đôi giày em sâu này đó, dáng nó này, mũi dài nha các bác, mũi dài đó, lót da. Lót này thì khách người trước sử dụng có hơi nhiều một tí nên nó nhìn nó hơi phai, hơi bạc màu, hơi cũ một tí, nhưng không sao, quan trọng là chất lượng các bác ạ, quan trọng là chất lượng nha. Ủa nơi này sao mấy em, dán 2 cái. Đôi này bên em test thực tế chân là size 41.5 và 42 chân thon nha các bác, nhìn nó dài vậy thôi, nhìn nó dài thế thôi, nhưng mà form bên trong nó ôm, form bên trong nó ôm lên các bác đó. Cái phần mũi này thực tế thì không ai đi chân mà tới tận mũi hết á đó. Cái dáng nó dài để nhìn cho nó sang trọng thôi, cho những anh mà cao to đẹp trai đấy. Và size em này lúc đầu là mới cầm là em tưởng là size 43 đó các bác, nhưng mà thực tế không phải, nó chỉ là 41.5-42 thôi, 42 chân thon nha đấy, 41.5-42 chân thon. Đôi này đế da khâu, và bên em bán giá hôm nay chỉ có 550k một đôi đế da khâu chân thon size 41.5-42 chân thon đi ok đấy. Em nhắc lại là 42 chân thon nha, cứ nhiều bác kiểu giống như là ưng quá xong rồi cố chấp đặt á, xong rồi về bảo anh đi chật thế này thế kia đổi lại, tội em mới công ship tới ship lui đấy. Rồi em lên màu khác nha các bác, đôi này là size 41.5 của hai chân thon để da khâu và giá 550k nha các bác. Rồi ôi rồi này bác nhìn thấy cái mùi của nó không đấy, siêu cổ điển. Những cái dòng mũi cổ điển như thế này thì mang giá trị siêu tầm nhiều hơn là giá trị sử dụng nha các bác đấy. Sử dụng thì vẫn ok thôi, nhưng mà cái dòng cái mũi như thế này thì cái lượng khách nó rất là ít, tại vì người ta mang giá trị sưu tầm nhiều hơn, người ta sử dụng rất là ít, nói thật luôn. Rồi em lên chi tiết cho các bác nhé. Rồi đó, sau khi tháo form ra thì em nó còn giữ dáng rất là đẹp nha các bác này, sâu gần này đó, mũi dẹt, hai cái đường may trông rất là cổ điển thấy không đó, gót còn rất là ok. Và đôi này cũng made Italy nha các bác, made Italy này. Ban đầu em về em nhìn cái chỗ này này, em cứ tưởng là em nó nứt rồi, em khổ tâm lắm các bác. Sau khi nhìn kỹ, tìm hiểu kỹ thì em mới thấy cái này là kiểu của nó chứ mình là nứt nha các bác. Nên các bác nào mà đặt đôi này về thì đừng có nghĩ là nó bị bung, tội em nha. Đây là kiểu của nó nha các bác, kiểu của nó nha đấy. Đấy, kiểu của nó nha các bác đó. Đôi này made in Italy nha các bác, made in Italy, đế da khâu, dáng rất là cổ điển, mang giá trị sưu tầm. Đôi này size 42, size 42 đó, và bên em để em nó ra đi với giá là 550k. Bác nào ưng em nó, muốn rước em nó về để trưng tủ, để khoe mẹ với bạn bè
thì hãy nhắn cho em size 42 550k đi nha, không Italy quá đẹp luôn các bác. Rồi em lên mẫu cuối cùng cho các bác nhé, mẫu cuối cùng trong cái video hôm nay là một đôi, em không biết mô tả từ gì nữa đó. Cái mẫu này rất là được ưa chuộng bởi các chú trung niên, các chú trung niên đấy, các anh đứng tuổi một xíu, với là các chú, gọi là các chú tại vì em đang còn rất là trẻ nha, em rất là trẻ, em mới chuẩn bị đầu số 3 thôi đấy. Em còn trẻ nên cái ước mơ trở thành tỷ phú bánh giày của em thì nó là điều quá bình thường luôn các bác đấy. Rồi em đi chi tiết giày cho các bác nha, đôi này là size 41 và với một đôi kiểu như thế này, đẹp như thế này, bên em để giá ra đi rất là nhẹ nhàng, tình cảm 550k đấy, bộ đế da nha các bác, đế da size 41 rất là đẹp. Em này cũng là hiệu Italy nha các bác, hiệu Italy. Cái lót này do cái màu của lót này nó cũng không có được được sáng nên nhìn cảm giác nó rất là cũ, nhưng thực tế là nó còn ok nha các bác. Italy hiệu Galizio, em đọc theo kiểu tiếng Việt luôn, Galizio made in Italy đấy. Đôi này lên chân quần jean quần tây cũng được nha các bác, nó rất là hay đấy, rất là đẹp. Italy để da là giảm topi đó, và em này chỉ có giá là 550k cho anh nào kỹ thuật, cho anh nào sở hữu em nó để về đi. Size 41 nha các bác đấy, nên anh nào em nói chụp màn hình lại gửi vào Zalo cho em nha đấy. Rồi em xin kết thúc video tại đây, các bác nào có thắc mắc gì thì cứ ví dụ như tìm mẫu tìm size gì đó thì có thể nhắn vào Zalo cho em. Em sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức, tại vì không phải mẫu nào cũng có size, có mẫu theo các bác yêu cầu, nhưng mà nếu có em sẽ chủ động liên hệ lại cho các bác nha. Rồi cảm ơn các bác, tỷ phú bánh giày nha.